Mà ông nói là cơm nó đủ phân mà. Cơm nó vàng lắm. Nhưng mà nó vẫn vẫn còn già được. Nó vẫn còn già được. Ý là cơm nó vàng À, nhưng vẫn mà già tiếp được, vẫn già tiếp. vẫn thế là neo được, gọi là neo cây được, động được, để cho cây được Quả đầy này đà. chín rồi các bạn. Treo đâu nhỉ? Treo đâu rồi? Cái vườn này toàn hàng nhất thôi, không có hàng nhì luôn. Hiếm hiếm. Hàng nhất hàng hàng nhất khủng á, hàng nhất khoảng tầm 10 15 16 kg trung bình đó nha. Có quả đến 20 25 kg nữa đấy. À, thì cái quả siêu to siêu khổng lồ tí nữa mình sẽ cho các bạn xem, nó gọi là bà Tân Vlog cũng phải gọi bằng cụ luôn. Đố bà Tân Vlog trồng được quả mít siêu to siêu khổng lồ như vậy luôn. Đều rất đều. Ui, quả này già. Các bạn nha, bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi xem cái trái mít khủng khiếp, vĩ đại nhất trong lịch sử làm mít của anh em tụi mình. Đây, bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi xem cái quả mít siêu to siêu khổng lồ nha. Quả này thử các bạn thử đoán xem nó là bao nhiêu ký. Bạn nào mà đoán đúng thì mình khâm phục. Cây này nhìn các bạn nhìn này. Sai chi chít hàng nhất không nữa các bạn. Chỉ có quả quả nhỏ nhỏ trên kia là lứa sau kìa. Đây. Dưới này các bạn này. Nhìn này. Kinh khủng chưa? Dã man như vậy các bạn. Siêu to, siêu khổng lồ. Chưa đủ mấy. Có quả già rồi này. Mình gần đến cây mít rồi các bạn nhé. Chín rồi. À, chưa. Ồ, chín rồi các bạn. Chín rồi này. Không phải đâu. Không phải gì, tối không nay. phải. Hả? Tối nay không Ôi nhìn giời. sau thì không biết được. À. Thôi, thôi, cái thôi, này thôi. là bị tối nha. Ông Thiệu Vlog. Rất là dài. Chim rất dài các bạn nhé. Quả này chưa phải là quả siêu to siêu khổng lồ đâu. Đấy quả này. Ui dồi ôi. Nhìn hết hồn luôn các bạn. Nhìn cái vườn mít là hết hồn luôn. Hết muốn ăn cơm, chỉ muốn ăn mít. Quả này già rồi. Quả này già rồi nè. Chắc cú luôn. Chào các bạn, xin lỗi. Bây giờ mình sẽ cho các bạn đi xem chưa? Dã man thật. Kinh khủng. Nhìn to vậy, nhìn da nó vậy chưa được các bạn nhé. Các bạn nhìn này. Nó vừa tới thôi. Sâu hay sao vậy? À, không phải, mũ chạy xuống. Mũ chạy xuống thôi các bạn. To, vĩ đại luôn. Không phải quay gần mà to đâu các bạn nhé. Nó to thật sự luôn đấy. Quả này này.
Đấy. Quả này chắc nó phải nằm trong khoảng 15 kg, 13 kg. Quả này cũng vậy. Quả này hơn tí. Quả này chắc phải 14 kg. Kinh khủng các bạn. Nhìn như này không? Quả này cũng phải 14 kg rồi các bạn này. Quá kinh điển, kinh dị, đúng trong phim kinh dị. Ô, quả này thối cuống, thối cuống trên không sao, to không các bạn, khủng khiếp, vĩ đại. Vào được cái vườn này mà được chủ vườn tiếp là cũng làm thành công rồi các bạn ạ. Đâu cái cây cái quả to khổng lồ đâu nhỉ. Đây đây gần tới đâu. Chưa, quả này chưa phải là khổng lồ đâu các bạn nhé. Quả này đang còn nhỏ. Đấy, quả này già này. Các bạn nhé. Mít này có hơn 2000 cây. Vàng đỏ hết. Cơm đẹp quá nhỉ. Quá ngon. Cơm nhìn cơm. Này nó quá nhất gì. Nhất một. Gà. Nhà này gà suốt ngày ăn mít, mít thối. Năm nay mưa á quá. Lại chơi luôn trận bão nữa thế là lại thối thêm bao nhiêu. Bão coi nhỉ. Rồi đấy chú ạ, được rồi. Cắt nõi đi. Thôi lõi này nào về. Cái này mà về ăn thôi chứ. Thôi được rồi chú ạ, đừng cắt phí. Phí quá. Phí quá. Cắt nói thôi, phí quá là bị nhưng rõ. Đó. Ăn thử xem ngon lắm. Dạ. Cho đưa cho. Ôi, mình dùng cái này chấm ngon lên cần. Chất lượng của phân đất. Đúng tiền nào của nấy. Cho nó dài. Củ nó ngọt thật đấy. Ngọt lừ luôn. Phí quá, bao kiểu. Quả này phải được 15 kg. 9 kg rồi chú.